Liga 1 Indonesia mùa giải 2024-2025 dự kiến diễn ra từ ngày 5 tháng 8 năm 2024 đến ngày 25 tháng 5 năm 2025. Đây là mùa giải thứ 15 của giải bóng đá hàng đầu Indonesia. 18 câu lạc bộ sẽ tranh tài trong 34 vòng đấu trên 24 sân vận động ở 13 tỉnh thành để tìm ra nhà vô địch của bóng đá Indonesia. Do có nhiều sân vận động đang trong quá trình cải tạo nên sẽ có một số câu lạc bộ phải sử dụng hai sân vận động làm sân nhà ở mùa giải này. Sau đây là tổng quan về các sân vận động tại Liga 1 Indonesia mùa giải 2024-2025. Arema FC và Bali United sẽ cùng sử dụng sân vận động Captain Iwai Andipta làm sân nhà ở mùa giải này. Sân vận động đa năng nằm ở Janya Bali, được xây dựng vào năm 2003. Sau đó được cải tạo vào các năm 2017 và 2022. Khán đài sân vận động Captain Iwai Andipta hiện tại đã được lắp đặt toàn bộ ghế ngồi. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 18.000 khán giả. Sân vận động Sultan Agung sẽ là sân nhà của câu lạc bộ Barito Putera trong nửa đầu của mùa giải. Sân vận động đa năng nằm ở huyện Bantul của đặc khu Yogyakarta. Sân vận động này được xây dựng từ năm 2004 đến 2007. Năm 2008 sân vận động đã được cải tạo. Sức chứa của sân vận động Sultan Agung khoảng 20.000 chỗ ngồi. Sân vận động Demang Leman đang được cải tạo. Barito Putera sẽ trở lại đây sau khi sân bóng này hoàn thành cải tạo. Nằm ở Banjarbaru, tỉnh Nam Kalimantan, sân vận động này được xây dựng từ năm 2006 đến 2013. Chi phí xây dựng sân vận động là 90 tỷ rupiah. Sức chứa của Demang Leman trước khi cải tạo là 15.000 khán giả. Dự án cải tạo sân vận động Demang Leman bắt đầu từ tháng 3 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2024 với chi phí 108 tỷ rupiah. Trong nửa đầu mùa giải, sân nhà của Borneo Samarinda sẽ là sân vận động Batakan. Nằm ở thành phố Balikpapan, tỉnh Đông Kalimantan, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 9 năm 2017. Chi phí xây dựng sân vận động này lên đến 1,2 nghìn tỷ rupiah Indonesia. Khán đài Batakan đã được lắp đặt ghế ngồi đầy đủ. Sức chứa hiện tại của sân vận động Batakan này là 40.000 chỗ ngồi. Sân nhà chính thức của Borneo Samarinda là sân vận động Segiri đang được cải tạo. Nằm ở trung tâm thành phố Samarinda, tỉnh Đông Kalimantan. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1972. Sức chứa của sân vận động Segiri trước khi cải tạo là 18.000 khán giả. Dự án cải tạo sân vận động Segiri hiện nay bắt đầu từ tháng 12 năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11 năm 2024 với chi phí 74 tỷ rupiah. Persita Tangerang và Doha United sẽ sử dụng chung sân nhà ở mùa giải này. Trong nửa đầu mùa giải, sân nhà của Persita Tangerang và Doha United sẽ là sân vận động Pakansari. Nằm ở Bogor, tỉnh Tây Java, sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2012 đến năm 2014. Với chi phí xây dựng 803 tỷ rupiah Indonesia. Từ năm 2023 đến 2024 sân vận động đã được cải tạo. Sức chứa của sân vận động Pakansari là 30.000 chỗ ngồi. Indomie Arena là sân vận động nằm ở nhiếp chính Tangerang, tỉnh Banten. Nó được xây dựng từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 9 năm 2018. Chi phí xây dựng sân vận động là 100 tỷ rupiah Indonesia. Sức chứa của Indomie Arena trước khi cải tạo là 15.000 khán giả. Dự án cải tạo Indomie Arena hiện tại bắt đầu từ tháng 5 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2024 với chi phí 53 tỷ rupiah. Persita Tangerang và Doha United sẽ trở lại Indomie Arena sau khi sân vận động này hoàn thành cải tạo. Sân nhà của Madura United là Gelora Bangkalan, nằm ở Bangkalan, tỉnh Đông Java. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2010 đến năm 2012. Gelora Bangkalan có thiết kế hai khán đài.
Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 10.000 khán giả. Sân nhà của Persik Kediri là sân vận động Brawijaya, nằm ở thành phố Kediri, tỉnh Đông Java. Sân vận động này được xây dựng vào năm 1983. Sức chứa hiện tại của sân vận động Brawijaya là 10.000 khán giả. Maloric United là một trong 3 tân binh của mùa giải này. Ở nửa đầu mùa giải, câu lạc bộ này sẽ sử dụng chung sân vận động Brawijaya làm sân nhà cùng với Persik Kediri. Sân nhà chính thức của Maloric United là Gelora Kieraha đang được cải tạo. Nằm ở thành phố Ternate, tỉnh Bắc Maluku, sân vận động này được xây dựng từ năm 1975. Dự án cải tạo sân vận động Gelora Kieraha hiện nay được bắt đầu vào tháng 3 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2024. Với chi phí hơn 11 tỷ rupiah, sau khi cải tạo sức chứa dự kiến của sân vận động này là 8.000 chỗ ngồi. Sân nhà của Persebaya Surabaya là Gelora Bung Tomo, nằm ở thành phố Surabaya của tỉnh Đông Java. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2008 đến 2010 với chi phí 500 tỷ rupiah. Từ năm 2019 đến 2020, nó được cải tạo với chi phí 100 tỷ rupiah. Sức chứa hiện tại của Gelora Bung Tomo là 46.806 chỗ ngồi. Đương kim vô địch Persib Bandung sẽ sử dụng đồng thời hai sân vận động làm sân nhà ở mùa giải này. Nằm ở Bandung Regency, tỉnh Tây Java, sân vận động Sijalak Harupat được xây dựng từ tháng 1 năm 2001 đến tháng 4 năm 2005. Chi phí xây dựng sân vận động này vào khoảng 67,5 tỷ rupiah. Từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2023, sân vận động Sijalak Harupat được cải tạo với chi phí 155,17 tỷ rupiah. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 27.000 chỗ ngồi. Sân nhà thứ hai của Persib Bandung là Gelora Bandung Lautan Api, nằm ở thành phố Bandung, tỉnh Tây Java. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 3 năm 2013 với chi phí xây dựng 545 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động này là 38.000 khán giả. Hiện tại, Gelora Bandung Lautan Api đang trong giai đoạn cải tạo bắt đầu từ tháng 2 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Persija Jakarta sẽ sử dụng đồng thời hai sân vận động lớn nhất Indonesia làm sân nhà ở mùa giải này. Nằm tại Tanjung Priok, Jakarta, sân vận động quốc tế Jakarta được bắt đầu xây dựng vào tháng 9 năm 2019 và chính thức khánh thành vào tháng 4 năm 2022 với chi phí xây dựng 312 triệu đô la Mỹ. Đây là sân vận động có mái che có thể thu vào lớn nhất ở châu Á hiện nay. Sức chứa của sân vận động quốc tế Jakarta là 82.000 chỗ ngồi. Sân nhà thứ hai của Persija Jakarta là Gelora Bung Karno, nằm ở trung Jakarta. Sân vận động chính Gelora Bung Karno được bắt đầu xây dựng vào tháng 2 năm 1960 và hoàn thành vào tháng 7 năm 1962. Từ năm 2016 đến 2018, sân vận động này được cải tạo với chi phí gần 770 tỷ rupiah. Sức chứa của Gelora Bung Karno là 77.193 chỗ ngồi. Hiện tại sân bóng khổng lồ này đang trong quá trình cải tạo thay thế mặt cỏ, dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Sân vận động Manahan là sân nhà của câu lạc bộ Persis Solo, nằm ở Surakarta, tỉnh Trung Java. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1989 và khánh thành vào tháng 2 năm 1998. Từ năm 2019 đến 2020, sân vận động Manahan được cải tạo toàn diện với chi phí 300 tỷ rupiah. Sức chứa hiện tại của sân vận động Manahan là 20.000 chỗ ngồi. Do ở Biak không có sân vận động đạt chuẩn, nên tân binh PSBS Biak sẽ sử dụng hai sân vận động ở Papua làm sân nhà. Nằm ở Jayapura, tỉnh Papua,
sân vận động Mandala được xây dựng vào năm 1950. Sau đó sân vận động đã trải qua 3 lần cải tạo. Sức chứa hiện tại của sân vận động Mandala là 15.000 khán giả. Sân nhà thứ hai của PSB SBAC là sân vận động Lucas Enembe, tọa lạc tại Jayapura, tỉnh Papua. Sân vận động Lucas Enembe được xây dựng từ tháng 12 năm 2016 và hoàn thành vào tháng 6 năm 2019. Chi phí xây dựng sân vận động là 1,3 nghìn tỷ rupia. Sức chứa của sân vận động Lucas Enembe là 40.263 chỗ ngồi. Sân vận động Moxibroto là sân nhà của PSIS Semarang trong nửa đầu của mùa giải. Nằm ở Magelang, tỉnh Trung Java, sân vận động đa năng này được bắt đầu xây dựng vào năm 2008 và hoàn thành vào tháng 2 năm 2015. Sức chứa của sân vận động Moxibroto là 18.000 khán giả. Sân nhà chính thức của PSIS Semarang là Jatadiri đang được cải tạo. Nằm ở thành phố Semarang, tỉnh Trung Java, sân vận động được xây dựng năm 1991. Từ năm 2016 đến 2020, sân vận động này được cải tạo với kinh phí 1,1 nghìn tỷ rupia. Sức chứa của sân vận động Jatadiri là 18.000 chỗ ngồi. Dự án cải tạo sân vận động này bắt đầu từ tháng 2 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Trong nửa đầu mùa giải này, PSM Makassar sẽ cùng sử dụng sân vận động Batakan làm sân nhà với Borneo Samarinda. Sân nhà chính thức của PSM Makassar là Gelora BJ Habibie đang được cải tạo. Nằm tại thành phố Paripe, tỉnh Nam Sulawesi, sân vận động này được bắt đầu xây dựng vào năm 1999 và hoàn thành vào năm 2001. Từ năm 2014 đến 2015, sân vận động được cải tạo với kinh phí 5 tỷ rupia. Sức chứa của Gelora BJ Habibie trước khi cải tạo là 8.000 khán giả. Dự án cải tạo sân vận động này bắt đầu từ tháng 3 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2024 với chi phí 116 tỷ rupia. Trong nửa đầu mùa giải này, PSS Sleman sẽ cùng sử dụng sân vận động Manahan làm sân nhà với Persis Solo. Sân nhà chính thức của PSS Sleman là sân vận động Mabu Hazo đang được cải tạo. Nằm tại nhiếp chính Sleman của đặc khu Yogyakarta, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được bắt đầu xây dựng vào năm 2005 và hoàn thành vào năm 2007. Chi phí xây dựng là 100 tỷ rupia Indonesia. Dự án cải tạo sân vận động Mabu Hazo bắt đầu từ tháng 12 năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Với chi phí 124 tỷ rupia, sau cải tạo sức chứa của sân vận động này là 20.594 chỗ ngồi. Tân binh Semen Padang sẽ thi đấu 3 trận đầu tiên trên sân nhà tại sân vận động PTIK. Nằm tại thành phố Nam Jakarta, sân vận động PTIK có sức chứa khoảng 3.000 khán giả. Sân nhà chính thức của Semen Padang là sân vận động Gelora Haji Agus Salim. Nằm tại Padang, tỉnh Tây Sumatra, sân vận động này được xây dựng từ năm 1983 đến 1985. Sân vận động sau đó được cải tạo từ năm 2010 đến 2012. Sức chứa của sân vận động này khoảng 11.000 khán giả. Hiện tại sân vận động Gelora Haji Agus Salim đang trong quá trình cải tạo thay mới mặt cỏ.